Nếu thiện nam tử trụ Bồ Tát thừa vân vân ở chỗ chư Phật chấp thủ tướng nhớ nghĩ, thì tùy theo tướng đã chấp thủ đều gọi là chấp trước. Nếu ở trong pháp vô lậu của chư Phật Thế Tôn ba đời càng sanh tùy hỷ rồi hồi hướng Bồ Đề cho các hữu tình thì cũng gọi là chấp trước. Vì thật tánh các pháp chẳng phải bao gồm ba đời, chẳng thể chấp thủ tướng, chẳng thể phan duyên, cũng không có việc thấy, nghe, hiểu, biết, chẳng thể hồi hướng vô thượng chánh giác. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật tánh các pháp rất là sâu xa. Phật dạy đúng vậy, vì bản tánh ly. Thiện hiện lại bạch, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như thế đều nên kính lễ. Phật dạy đúng vậy, vì pháp tánh không tạo tác, không giác tri. Thiện hiện bạch, bạch Thế Tôn, bản tánh của các pháp không có sự tạo tác, không có sự giác tri ư? Phật dạy đúng vậy, bản tánh các pháp chỉ có một, không hai, không tạo, không tác, chẳng thể giác tri, chẳng thể phân biệt. Nếu các Bồ Tát biết như thế thì có thể xa lìa tất cả chấp trước. Thiện hiện lại bạch, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như thế khó có thể hiểu rõ được. Phật dạy đúng vậy, vì không có người hiểu biết. Thiện hiện lại bạch, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như thế chẳng thể nghĩ bàn. Phật dạy đúng vậy, vì chẳng phải tâm tâm sở có thể biết. Thiện hiện lại bạch, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như thế không có sự tạo tác. Phật dạy đúng vậy, vì các sự tạo tác không thể đắc vậy. Thiện hiện lại hỏi, bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa như thế nào? Phật dạy, nếu Bồ Tát không hành sắc, cũng không hành thọ tưởng hành thức, thì chính là hành bát nhã ba la mật đa. Nếu không hành không của sắc, cũng không hành không của thọ tưởng hành thức, thì chính là hành bát nhã ba la mật đa. Nếu không hành tướng chẳng viên mãn của sắc, cũng không hành tướng chẳng viên mãn của thọ tưởng hành thức, thì chính là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì sắc chẳng viên mãn, tức là chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức chẳng viên mãn, tức là chẳng phải thọ tưởng hành thức. Nếu không hành như thế, thì chính là hành bát nhã ba la mật đa. Khi ấy thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật lạ thay, bạch thiện thệ, thật hy hữu thay. Ngài có thể chấp trước, mà nói tướng không chấp trước. Phật bảo thiện hiện, nếu không hành tướng sắc thọ tưởng hành thức không chấp trước thì chính là hành bát nhã ba la mật đa. Nếu các Bồ Tát luôn hành như thế thì đối với các sắc thọ tưởng hành thức không sanh chấp trước, đối với quả dự lưu cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không sanh chấp trước. Vì sao? Vì vượt tất cả chấp trước, sự không ngăn ngại gọi là trí nhất thiết. Như vậy, này thiện hiện, nếu Bồ Tát muốn vượt qua các chấp trước thì nên hành bát nhã ba la mật đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật hy hữu, pháp tánh sâu xa, nếu nói hay chẳng nói đều không tăng giảm. Phật bảo thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy. Ví như hư không, giả sử trọn đời chư Phật hoặc khen hoặc chê, nhưng hư không vẫn không tăng không giảm, pháp tánh sâu xa cũng như thế. Nói hay chẳng nói đều không tăng không giảm. Ví như người được biến hóa, ngay khi được khen hay chê, không vui không buồn, chẳng tăng chẳng giảm, pháp tánh sâu xa cũng như thế. Nói hay chẳng nói vẫn như xưa, không khác. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các chúng Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa là việc làm rất là khó. Nghĩa là bát nhã ba la mật đa sâu xa, hoặc tu hay chẳng tu vẫn không tăng không giảm, không tấn không thối. Các chúng Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa như tu hư không, hoàn toàn không sở hữu. Các chúng Bồ Tát hữu tình chúng ta đều nên kính lễ, tôn trọng, khen ngợi. Vì sao? Vì các chúng Bồ Tát độ hữu tình nên mặc áo giáp công đức, như có người mặc áo giáp bền chắc, muốn chiến đấu với hư không. Các chúng Bồ Tát vì độ hữu tình nên mặc áo giáp công đức, như có người khỏe mạnh muốn nắm lấy hư không để ở chỗ cao đẹp. Các chúng Bồ Tát vì các loài hữu tình như hư không, cầu thẳng tới quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, gọi là đại dõng mãnh, đại tinh tấn ba la mật đa. Khi đó có bí xô nghĩ nên kính lễ bát nhã ba la mật đa, vì trong đó hoàn toàn không có pháp sanh diệt,